Xin chuyên gia Phạm Phú Phúc chia sẻ về tình hình tập hợp lực lượng giữa các nước mà sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Cụ thể là Đông Âu, Ấn Độ, SNG, Tây Á đã có những động thái gì ạ? Vâng, chúng ta phải khẳng định ngay thế này. Là một khi Nga bị Mỹ phương Tây tập hợp lực lượng để bao vây cấm vận họ sau khi xảy ra cái cuộc xung đột giữa họ, tức là giữa Nga với Ukraine, thì đương nhiên Nga cũng phải có những động tác tương tự. Nghĩa là Nga phải tìm những người bạn cho mình. Mà tôi xin nhấn mạnh và xin khẳng định rằng là Liên Xô trước kia đã có những người bạn truyền thống, và Nga bây giờ là kế thừa, thì đương nhiên cũng như vậy. Và những người bạn, những người đồng minh của Nga trong cái cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine cũng là những cái gương mặt rất có tên tuổi, rất có sức mạnh. Ngay từ khi bắt đầu xảy ra cái cuộc xung đột này, tức là giữa Nga với Ukraine, thì Trung Quốc đã đứng hẳn về phía Nga và sẵn sàng tham gia mở một cái lối ra cho Nga sau khi bị bao vây cấm vận. Thế về thứ hai là Ấn Độ, một quốc gia hơn 1 tỷ dân như thế, cũng là làm tăng thêm cái sức mạnh đáng kể cho Nga. Thế và một cái nữa tôi không thể không nói đến là sau khi xảy ra cái cuộc xung đột ấy, tức là xung đột giữa Nga với Ukraine, thì trừ Mỹ và các đồng minh của họ ở châu Âu thôi, và một số đồng minh khác ở một số châu lục khác, thì hầu hết các quốc gia còn lại đều có cách tiếp cận rất rất tinh tế, rất cẩn thận, rất bài bản về cái cuộc xung đột này. Và bằng chứng là gì? Là trong những lần bỏ phiếu ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì rất nhiều quốc gia có thể bỏ phiếu phản đối cái cuộc xung đột ấy, nhưng họ không tham gia vào cái cuộc bao vây cấm vận của Mỹ và châu Âu đối với Nga. Đấy là những quốc gia ở châu Phi. Đấy là những quốc gia bạn bè truyền thống của Nga. Và những quốc gia ở Liên Xô trước kia, tức là bây giờ ta gọi là SNG. Vâng. Chúng ta hãy để ý xem. Có những quốc gia ở vùng vịnh là đồng minh là của Mỹ, được Mỹ bảo đảm cho về an ninh, nhưng họ lại không đứng về phía Mỹ để bao vây cấm vận Nga. Hoặc nữa, có những quốc gia ở trong Liên minh châu Âu cũng có động thái tương tự như thế. Hoặc là có tham gia cấm vận đấy, cũng chỉ là tham gia cấm vận nửa vời. Thậm chí người ta đã lên tiếng đòi phải xem xét lại cái chính sách ấy của Mỹ với lại châu Âu đối với Nga. Thế và một cái không thể không nói đến trong cái cuộc ta gọi là tập hợp lực lượng của Nga, thì Nga đã làm phân hóa được nội bộ NATO, nội bộ Liên minh châu Âu. Chỗ này ý tôi muốn nói đến là Thổ Nhĩ Kỳ, là một quốc gia rất có ảnh hưởng của NATO, một cái điểm nối giữa châu Á, châu Âu và châu Phi. Thế nhưng trong quan hệ với Nga, họ không làm như các đồng minh NATO của họ làm. Hoặc nữa, như là Iran, sau khi xảy ra cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, thì cái tình cảm, cái quan hệ, cái động thái
của Iran đối với Nga đã khác hẳn. Và cái cụ thể cái quan hệ giữa hai quốc gia này đã được thay đổi theo chiều hướng đẩy lên, tích cực lên. Vâng. Và...